Rồi, hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình làm video để báo giá tổng hợp tất cả các dòng xe cho anh em nhé. Đấy, xe thì rất nhiều xe về, cũng chưa biết cái báo giá cái xe nào ha. Thôi thì cái video này mình sẽ làm video tổng hợp báo giá tất cả các dòng xe cho anh em luôn. Thì từ giá rẻ ha, từ đến giá rẻ đến giá cao, xe tàu, xe hãng, các loại. Đó. Giá cũng rất là mềm thôi, giá từ 18 triệu trở lên nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào chi tiết cho anh em. Ok, đấy, bây giờ mình sẽ vào chi tiết từ cái dãy bên này nhá. Dãy bên kia mình sẽ làm cái video khác vì rất là nhiều luôn. Mình sẽ chia làm hai cái video để báo giá cho anh em cho nó ngắn ha, vì dia rất là nhiều. Đây, mình sẽ làm từ mấy con FZ này trước ha. Thì trước khi vào video, mình sẽ đọc địa chỉ cho anh em nhé, để anh em biết trước, trước khi để anh em đỡ hỏi ha. Đây là số, địa chỉ là số 52, đường Lê Hồng Phong, Tân Nông Hiệp, Gia An, Bình Dương nhé. Số điện thoại là 0975 78 78 79 ha. Cửa hàng Dương Mô Tô ha. Đấy, thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình. Khi nào có xe mới về, mình sẽ làm video để báo giá cho anh em ha. Thì đây, báo giá cho anh em mấy chiếc FZ này trước ha. FZ 150i à, con này thì có lên chống đổ này ha. Đấy, xe cực kỳ đẹp luôn. Xe này à, xe sạch sẽ rất là cứng luôn nhá. Giá mềm, vừa tầm cho anh em chơi nè. Giá chỉ 37 triệu 500 thôi. Đấy, 37 triệu 500. Mô đô này. Mô đô con này á đi 3.330 cây à. Anh nghĩ con này có tua lại ô đô, nghĩa là tua lại ô đô rồi ha. Đấy. Thì xe nó cũng cũ mà cái ô đô đó thì nó không có chính xác anh em. Đó. Giá con này là 37 triệu 500, mình sẽ nổ máy cho anh em tiết tiếng bồ máy ha. Thì anh em mua cái mô tô cũ thì đừng quá quan trọng ô đô nhé anh em. Đó, mình cũng nhắc anh em nhiều lần này ha. Đừng quá quan trọng ô đô, mình sẽ đến trực tiếp xem tiếng máy này. Đó, xem tiếng máy và tổng quan xe nó thế nào ha. Thì mình sẽ định được cái giá trị của nó. Đấy. Máy móc thì anh em khỏi phải lo ha. Xem đu à. FZ 150i. Xem đu 37 triệu 500. Rồi, tiếp theo. Đây, tiếp theo con này thì lên tem chùm anh em nhé. Con này lên tem chùm hết rồi. Giá hôm nay là 35 triệu 500 thôi. Đấy, xem lốc này. Lốc két nước này cũng khá là đẹp ha anh em. Rất là đẹp luôn. Xỉa này, xỉa thì này cũng có hơi mòn chút xíu nha anh em. Đó, mình thấy là gờ hơi gần gòn xíu. Đấy. Ok, giá 35 triệu 500 nhá. Đi lên cái Vi Đông thì Roma. Đó. Đó. Máy xe mô đô cho anh em cho vui ha. Mô đô thì con này đi 55.000 cây à. 55.000 cây nhá. Đó. Đã đi 55.000 cây. Giờ máy móc mà. Đó, máy móc thì còn rất là êm nhá. Đấy. Nó rất là êm luôn. Ok. Máy móc rất là êm ha. Tiếp theo đây là KTM. KTM đúc 200. Thì đời 23, con này giá là 49 triệu 500 thôi nhá. 49 triệu 500. Giá rất là mềm ha. Đấy, hãng KTM. Xem ô đô con này cho anh em ha. Ô đô là 42.000 cây. Đấy. 42.000 cây. Đó, hãng KTM nhé anh em. KTM đúc 200. Đó, mình sẽ báo giá nhanh cho anh em vì rất là nhiều xe. Đó, ok. Mình sang đây. Đây thì có CBR, CBR 150. Giá là 44 triệu 500. 44 triệu 500 ha. Ô đô con này đi 50.000 cây. 50.000 cây. Đó.
Đây những dòng xe siêu bền của Honda nha anh em. Okay. Máy rất là êm luôn. 44.500.000. Tiếp theo đó, đây là con Benelli. Benelli xem 251 hay là con này như 251 anh em. 250 phân khối đó. Giá là 45.500.000 mà. Có mở máy không? Chưa. Để bạn Huy nổ cho mình ha. 15.500.000. Con này phải ngang chống nổ được không? Giờ lên tiêm chùm nha anh em. Lên tiêm chùm hết rồi. Dáng như là hầm hố ha. Tướng nhất là to luôn. 29. Đây 29 luôn ha. Bên trong là màu xanh Heineken á. Xanh Heineken thì cặp tay hắn tay côn đồ chơi. Côn đồ chơi. Hết. Hết. Ok. Xe zin ha anh em. Xích sau zin luôn. Máy móc thì rất là êm ha. Xe để chơi phố luôn. Chơi thành phố ha. Tất cả mọi thứ năm này con này bán rồi nha, cọc rồi đó. Còn lô trong này giá rẻ này đó, giá trong nó thì qua cho anh em phát đó. Này đời 28 nha. Con này là GRX S150 đời 28, giá là 42.500.000 thôi đó. Rất là mềm ha, lên tiêm chùm mà đó. Bôi zin ốp lốc máy này đó. Đây là R15V2 con này thì 47.500.000 nha. Đó. Ok. Theo. Đó. Bên này có GBX Demon, này thì đời 2018, giá 45.000.000 ha. Đó. Rồi để mấy con ngoài này thì xe mô đồ nó máy cho anh em phát. Rồi còn tổng giá rẻ trong đó anh em ạ. Tổng giá rẻ thì chỉ có mười mấy triệu nằm trong đó, xíu mình sẽ vòng lại đó cho anh em ha. Rất là nhiều xe mình sẽ báo giá nhanh thôi, nhanh cho anh em biết thôi ha. Còn chi tiết có thì anh em sẽ xem không hết được đâu. Đi 6.275 cây. Đi Vivo SC rất là ghê luôn. Của SC nha anh em, là rất là lớn nha. Có khung gầm mặt cáo màu đỏ là nổi luôn à. Ok. Theo đến hai em CBR ha. CBR như con này đời 21 phải. 150 đời 21 này thì bán là 47.500.000. Đi cái bộ AK Movic ha. Mô đô thì đi khoảng 31.000 này. Đấy. Dòng này rất là máy rất là êm luôn. Con này còn một bên này là 46.500.000 nha. 46.500.000 đó, hai con 47 và con 46. Rồi, dòng R15V3. Con này đời 29 luôn. 63.500.000 đó. Cái mô đồ nó máy nhanh anh em ha, vì rất là nhiều xe luôn. Nó đi hơn 4.000 cây. Cực mới luôn anh em nhá. Đi hơn 4.000 cây à. Có đi bôi tăng à ha. Đó. Nghe tiếng máy húp. Lên đóng đổ này, đèn trở sáng này. Đó, lên xi nhan mũi tên ha. Đấy. Ok. Ok ha. Rồi, tiếp theo. Con này đời 2018 này, giá là 59.500.000 nhá. Đó. Rất là mềm luôn. Đây, con này đời 2018 luôn, mới đi 6.000 cây, 63.500.000. Rồi, bây giờ mình sẽ xem con này rồi mình sẽ xem vào dòng giá rẻ cho anh em nhé. Rồi, con này hết bình rồi. Rồi, qua đây vào bên này, có dòng giá rẻ cho anh em nè. Thì con này là
150 nha. Benelli 150. Giá con đất đời 2016 giá là 26.500. Đấy. Đấy, Suzuki GD 110. Giá con này là 19.500. Đây rất là đẹp luôn ha. Đấy. Rồi, đây là gì đây? SQM. SQM con này 125 nhá. Giá 19.500 luôn. Tiếp theo, này là Rebel này. Rebel này chỉ có 14.900 thôi. Đó, kiểu dáng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ha. 125. Đấy. 25 nha anh em. 14.500. Và đây con Monster. Monster kiểu dáng của MV Gotta. Đấy. Đầu đèn khá là đẹp nha anh em. Giá con này là 18.500, đời 2017 luôn. Đấy. Báo giá nhanh cho mấy dòng giá rẻ cho anh em luôn. Và tiếp theo đây là con Benelli. Benelli 125. Giá của em nó là 23.500, cũng đời 2017 luôn. Đấy, 2017 luôn nha anh em. Kiểu dáng rất là đẹp nha. Đấy. Ok. Thì đây Benelli hiện tại có 2 3 con này. Giá thì khoảng 23 đến 25 triệu thôi nha. Rồi, tiếp theo mình ra tiếp tục báo những cái đồng đây, con này. Con này thì giá bao nhiêu đây? R15 V3 2020 luôn nhá. Giá con là 66.500 để 2020 luôn anh em nhá. Đó. Mới đi 1236 cây này. Đó, anh em ạ. Đó. Lên bộ tiêm mà cực kỳ đẹp nhá. Xe rất là đẹp luôn. Đấy 2020. Nói chung là xe này như mới luôn nha anh em. Đó, xe mới luôn. Hoạt động rất là hoàn hảo ha. À. Xe rất là đẹp luôn. Xe 2020 mà nó mới đi hơn ngàn cây. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Ok, đây là sang tiếp theo GBX Demon. Con này đời 2019, giá là 48.500. 48.500 ha. Đấy. 48.500. Vì đẹp luôn ha. Đời 2019, xe mô đô con này nha. Ô đô con này đi 3.814 cây. Đi hơn 3.000 cây à. Xe tiếp sau là nguyên zin luôn. Xong nguyên zin luôn ha. Đó, ok. Và theo đến dòng GX nhá. GX con này đời 2018 này. Bán Sport. À, con này giá là 51.500. À, đó. Cái dòng này thì nó là siêu mạnh, à, cực kỳ rất là mạnh luôn ha. Dòng Suzuki này cực kỳ mạnh luôn. À, đi 17.000 cây à. Đó, đã đi 17.000 cây nha. Ok. Giá 51.500 anh em nhé. Ok, giá rất là yêu thương luôn. Rồi, tiếp theo ra bên này nữa này. Này thì có con này thì đời 2019 luôn này, 54.500, mới đi 5.000 cây nhá. Nó mới đi 5.000 cây con màu đen ha. Rồi, con này, tiếp theo con này thì đời 2017 này. Giá là 53.500. Xe zin luôn, rất đẹp ha. Mình sẽ qua bên này cho anh em. Còn mấy chiếc ở ngoài này nè. Rất nhiều xe nên mình sẽ quay rất là nhanh cho anh em nhá. Anh em để ý ha. Đấy. GSX mô đô con này ha. Đô đâu đi 22.000 cây thôi. Đó, đã đi 22.000 cây anh em. Máy móc thì rất là êm luôn. Anh em mua xe tại đây thì có bảo hành máy móc 6 tháng nhé. Anh em có cái lô máy móc ha. Rồi tiếp theo ở đây còn mấy chiếc GX này, dòng S nha, dòng X3 ở đây thì có 3 con ha. Giá thì cũng 46.500. Và con này là 46.500 luôn. Đó, giá 46.500 nhé. Máy móc thì dòng này em không thử lo luôn. Chơi zin hết nha. Con này điện 86 này, 71 này, điện 63. Rồi
mình vừa mới báo giá nhanh cho anh em cái dòng xe giá rẻ và những dòng xe giá đắt đó, cho anh em xem này ha. Đây giấy bên này là dòng giá rẻ này, từ 14 đến 21 triệu ha. Rồi ok, đó, đây là dòng 150 hãng GX rồi Demon rồi các kiểu CBR FZ đó. Rồi và mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh em, cảm ơn anh em những video tiếp theo nha. Anh em nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình. Khi nào có mô tô mới về mình sẽ làm video báo giá cho anh em ha. Xin chào, hẹn gặp lại. À quên, để đọc đề lại địa chỉ cho anh em nha. Địa chỉ đây là số 52 đường Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Gia An, Bình Dương. Số điện thoại là 0975787879. Anh em nào quan tâm thì cứ tới xem xe và có trao đổi tất cả loại xe nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.